Thì vô tình là hôm đó xuống đi Vũng Tàu thì cái bạn đó lại ở Sài Gòn. Trong gài phim có báo, rõ ràng là em không gài thì tức lắm luôn á, nhưng mà bạn vẫn nói là em gài bạn đó. Tới bây giờ vẫn nói là em gài. Tại vì rồi, chắc chắn với con là đi xuống dưới là ngủ với bạn. Rồi ổng ngủ riêng, tự nhiên cái xuống đùng đùng cái con có không mình con ổng mà. Sau này hả, quen một thời gian lâu rồi mới khai thật là anh biết không, lần đầu tiên em bước chân qua nhà anh á là em có cảm giác đây là nhà của em rồi. Không tin được nói vậy. Chửi ấm sùm lên. Em đâu có chửi như vậy đâu. Chửi giữa đám đông. Có chửi không? Con không có chửi giữa đám đông. Con chửi trong lòng. Mà chửi trái đập chửi được. Wow. Ui, trái đập được luôn. Trời ơi, chửi trong lòng mà trái đập được. Đọc được cái tiếng nói trong lòng luôn hả? Chửi trong lòng. Cái mặt con nó dâng máu á, mặt cái máu đó là con không thể nào con kìm được. Con không kìm con, được luôn. Con thiệt luôn, con biết con vậy mà con không có kìm được. Em xin gửi lời chào đến anh, đến chị, đến toàn thể các quý khán giả đang xem trực tiếp tại trường quay cũng như đang xem đài ạ. Em tên thật là Nguyễn Dương. Nghệ danh của em là Yun Bin. Em hiện tại đang là đạo diễn. 20 tuổi Bin. Dạ, tuy rằng rất là nhiều người nói em là lái máy bay nhưng mà thật sự là em chỉ mới có 28 tuổi thôi. Bây giờ chúng ta coi cái bạn này bao nhiêu tuổi nha. Mời em. Dạ. Lời nói đầu tiên con xin em nó nhỏ lắm. Con nhỏ lắm. Chị biết nhỏ này. Mà con ơi, chú đợi con một chút nha. Trời kêu mình chú cái tổn thương dễ sợ. Rồi. Lời nói đầu tiên, con chào chú Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con là Tú Tri. Năm nay con 20 tuổi và con đang là ca sĩ tự do. Bây giờ cho có thể cho anh biết là hai bạn là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ. Lúc đó là em đang tổ chức một buổi casting cho bộ phim của em. Thì Tri là thí sinh đến tham gia. Lúc đó thì em ấn tượng bạn này là bạn này rất là lúng ta lúng túng. Lúc đó thì em nghĩ là ngây thơ, nhưng mà sau này cưới về không phải vậy. Cái gì? Lúc đó ngây thơ làm sao ta? Con cái kiểu con gái mới lớn thì đạo diễn người ta kiểu người ta đầu óc người ta suy nghĩ nhiều thứ, người ta cua con người ta. Năm đó con bao nhiêu tuổi? Năm đó con mới có 18 thôi. 18 tuổi rồi sao em phải đi đi. Bạn nó vô xong rồi lúc đó là bạn nó đang em đang đưa thoại cho bạn đó là kêu bạn đó là phải diễn như vậy xong rồi bạn nó cứ nhìn em chằm chằm xong rồi đấy. Anh ơi, hình như là anh đóng cái phim gì đúng không? Xong rồi nó trước đây anh có đóng một bộ phim. À em nhớ anh rồi, em thích anh lắm mà anh đóng phim gì nè em quên tên rồi, lại một cái là thấy trớt rồi. Xong rồi anh chị biết không, em rất là bức xúc nha. Sau khi hôm đi casting về á, bạn đi nói với lại một cái anh dẫn bạn đi casting là anh ơi, hình như Bin thích em, trong khi em không nhớ bạn là ai nữa. Tại vì hôm nay em cast tới mấy trăm con người em đâu có thể nào nhớ được. Cuối cùng thì cô gái này có được trúng vào cái vai gì? Dạ, bạn nó trúng vào một vai phụ, tại vì cái tính cách nhân vật của vai chính đó là lúc đó là Tri không phù hợp. Thì rồi có một lần thì em thấy bạn up một cái status là sắp thi rồi, ai đó cho mình cái động lực thi đi. Sau đó em mới nhắn tin cho bạn này, em nói thôi thi tốt đi, em thi tốt anh dẫn em đi xem phim. Em thi tốt đi anh sẽ cho phép em mời anh đi xem phim. Em ước gì em còn giữ Facebook cũ. Thôi đi rõ ràng luôn á. Xong rồi sau đó thì bạn này thi tốt thật. Đó là hai đứa đi xem phim và từ đó mối quan hệ nó phát triển. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên của em khi mà nhìn bạn Bin này là như thế nào? Mới đầu vô là con thấy là quen trước, xong cái con thấy tự nhiên cái anh nhìn mình cười, xong cái con cát thì cứ coi con cát đi, không chịu cứ khen con em diễn dễ thương quá em đừng cười nữa anh rụng tim bây giờ. Cứ nói mấy câu vậy đó. Rồi sau đó các bạn, cái mối tình của các bạn nó phát triển như thế nào? Em nhớ có một lần vui lắm, là hôm đó là hai đứa chưa quen nữa, nghĩa là lúc đó chỉ còn nhắn tin qua lại thôi. Thì bạn này có ước gì ai đó dẫn mình đi biển. Lâu lắm rồi mình chưa đi biển, thì tất nhiên mình là con trai, khi mình nghe một người phụ nữ người ta lên tiếng như là ok vậy thôi, cuối tuần anh nghỉ làm anh dẫn em đi biển. Rồi xuống Vũng Tàu ở nhà bạn anh, em có một người bạn rất là thân ở Vũng Tàu, thì vô tình là hôm đó xuống đi Vũng Tàu thì cái bạn đó lại ở Sài Gòn. Trong phim có báo, rõ ràng là em không gài, thì tức lắm luôn á, nhưng mà bạn vẫn nói là em gài bạn đó. Tới bây giờ vẫn nói là em gài. Tại vì chắc chắn với con là đi xuống dưới là ngủ với bạn. Rồi ổng ngủ riêng, tự nhiên cái xuống đùng đùng cái con có không mình con ổng mà. Rồi sao? Bút khách sạn riêng đồ nữa. Em hứa với Tri là em không làm gì Tri hết. Ok thì rõ ràng là hôm đó không có chuyện gì xảy ra hết. Cái qua ngày hôm đó xong rồi đi về Biên Hòa là về nhà em. Là trên đường về Sài Gòn mà bị cái một cái trận mưa rất là lớn. Thì em không có chở mà về Sài Gòn được, nó cũng trễ rồi. Nói thôi em ở lại nhà anh một đêm đi. Nhà anh thì có một đứa em gái ngủ chung nữa. Em ở lại đêm nha. Dạ dạ. Xong rồi hả, tự nhiên ngủ là người ta rủ là ngủ có một đêm mà ngủ tới giờ luôn. Lúc đó là
tại vì con có vài sự cố cho nên con không có về ký túc xá con ở được, mà con phải ở nhờ luôn. Thôi mà thôi đừng có lấy cái đó là lý do nữa. Quá dạ đúng luôn. Rồi sau này hả, quen một thời gian lâu rồi mới khai thật là anh biết không, lần đầu tiên em bước chân qua nhà anh á lại có cảm giác đây là nhà của em rồi. Không tin được nói vậy. Con không biết sao mà không có cái gì gọi là xa lạ hết. Kiểu như là đi vô là thấy mọi thứ nó rất là quen thuộc. Khi đó là lần đầu tiên mình vô nhà người ta. Nhưng mà cái lúc đi ở nhà của em á thì dạ, là mẹ với lại gia đình thì phản ứng sao? Thật ra trước đó thì chi hên có một cái là lúc mà chi về là qua ngày hôm sau là mẹ em đi về quê. Mẹ em đi về Đà Nẵng thì mẹ em đi mất hơn một tuần, mẹ về có nói ủa mưa gì dai dữ rồi con. Vậy đó hả? Thôi nhưng mà cái hôm đó về á thì là tụi em có làm một cái buổi tiệc ngoài sân. Là nhà, tụi em nướng thịt rồi ăn uống hát với nhau đồ. Xong rồi chi hát bolero. Cái mẹ đi trong mẹ ra mẹ nói trời sao bé này hát hay dữ vậy. Mà lại hát đúng mấy bài mẹ thích nữa. Xong cái tiệc hai đứa thành tiệc ba người. Cái hồi ba em về thành bốn người, cái em nữa năm người, xong rồi thành tiệc gia đình luôn. Ra ngồi nướng thịt ăn uống với nhau, hát hỏi nhau, rồi mẹ rất là thích Tri. Sau đó là từ lúc đó là toàn bộ công việc nhà là em phải làm hết. Về là chỉ hả, thôi con ra con hát đi cho mẹ nghe, lúc nào cũng vậy, tối nào cũng vậy hết. Là mê giọng hát của dạ mẹ đúng Tri. Rồi. Thôi nhưng mà là em sau cái thời gian quen thì em có dẫn pin về nhà của em không? Dạ có. Sau 2 tháng là con điện thoại về, con nói chuyện thật. Là con nói là con quen pin thật. Xong cái mẹ cũng đưa cho cha nói chuyện, cũng giải thích này kia với cha, giải thích một hồi cái là cha hiểu. Cái lúc mà đang chạy về thì Bin có nói với con là Bin lo lắng, Bin rung, Bin sợ là hả mới vừa vô nhà bị lấy chổi rượt ra khỏi nhà kiểu vậy. Nhưng mà lần đầu tiên cha mẹ gặp Bin ở ngoài thì như thế nào? Tại vì trước đó là em có nói trước với Tri rồi, em với Tri đến với nhau là em cần cái sự đồng ý của gia đình Tri. Tại nếu gia đình Tri không đồng ý thì hai đứa sẽ làm bạn thôi. Em rất là ngại những cái mối quan hệ mà phải người phụ nữ của em phải dằn vặt giữa gia đình với mình. Sao lại dằn vặt? Em là một trend guy. Dạ, em là trend guy, là người chuyển giới nam. Nên em cũng không biết được là gia đình Tri lúc đó sẽ có định kiến với em hay không. Cái bất ngờ là mọi người rất là thương em. Và em được trân trọng. Em lần đầu tiên mà em đến một cái nơi xa lạ, tất cả mọi người xung quanh đều là những người lạ nhưng mà người ta lại trân trọng mình như vậy. Rồi sau đó thì bao lâu các em mới là kết hôn? Dạ tụi em quen được có 4 tháng là đám hỏi rồi. Mới 4 tháng cũng lâu lắm. Tìm hiểu nhau cũng thời gian quá lâu ha. Rồi sau 4 tháng đó về ở chung với nhau rồi, cô ấy có giúp cho em thay đổi có một cái gì đó trong cuộc đời không? Em là một con người cực kỳ khó tính. Hơi tí xíu gia trưởng một chút. Nhưng mà từ hồi quen Tri là hầu như là Tri bẻ hết tất cả những cái khó của em. Đúng rồi. Nó quậy đúng không? Em ví dụ như em là em không có sử thế nào sử dụng chung khăn, chung quần áo với người bất kỳ ai luôn cũng không được. Giờ hả cái gì của em cũng lấy bận được á. Không tin được luôn á. Em ví dụ em chạy xe đi em không muốn ngừng lại giữa đường, trừ cái chuyện gì nó bắt buộc mình phải ngừng. Mình chạy xe mình muốn chạy một mặt. Không. Đang đổ, gọi là hai đứa đi Đà Lạt đang đổ đèo nha, mà ngay cái cua đang đổ đèo xuống bắt em ngừng cho bằng được chứ đi bẻ một cái cọng cỏ bông lau bên lề đường thôi đó. Trời ơi, con quá mà. Con bẻ là không? Con nít mà trời. Con bẻ phải con bẻ một lần. Con bẻ là con bẻ hết nguyên một cái dọc đường luôn, là con đi chỗ nào cũng ghé hết á. Thiệt bây giờ nghĩ là em không nghĩ tại sao em lại chiều bạn này đến mức độ như vậy. Tại yêu đó. Chiều kinh khủng. Nợ đó em. Dạ. Hỏi nó hỏi nè, vậy thì là từ lúc yêu nè, được gia đình ủng hộ nè, rồi đến khi cưới nè, thì có những cái biến cố gì trước ngày cưới xảy ra? Biến cố thì có một lần là trước đám hỏi. Là sau khi mà gia đình em đã xuống nói chuyện gia đình Tri rồi, thì tự nhiên gia đình em về đâu khoảng 3-4 ngày thì mẹ Tri điện thoại lên nói là thôi, hai đứa đừng cưới nữa. Hỏi ủa sao vậy mẹ? Là mẹ im mẹ không nói. Hai đứa thì không biết chuyện gì hết. Lúc đó là 4-5 giờ chiều, hai đứa dầm mưa chạy từ Sài Gòn mà chạy xe máy về An Giang luôn. Thì giờ lúc đó giờ 12 giờ đêm là mẹ ngủ rồi. Xong sáng ngày hôm sau vẫn ngồi nói chuyện với nhau thì mẹ mới nói là bây giờ hàng xóm dư luận người ta nói nhiều quá, tại sao lại phải gả cho một đứa như vậy. Rồi trong khi Tri có giọng hát, Tri có nhan sắc nữa, tương lai của Tri còn dài lắm. Xong rồi em nghe thì em cũng chạnh lòng. Lúc đó thì Tri ở ngoài, em ở trong phòng, em nghe hết rồi em mới nói em mới đứng lên em thưa em đi về. Em nói thôi em đi về. Tại vì lúc đó em giận thật sự. Tại vì bản thân em nghĩ là em có thể lo tốt được cho Tri. Và em cảm thấy là em đáng được trân trọng. Cuối cùng thì có thay đổi không? Mẹ thì mẹ con bị kiểu không có lập trường, không có vững. Lập trường không vững. Cũng chính mẹ luôn, mẹ tự ngồi đó mẹ tự suy nghĩ, mẹ nói là người ta đâu có nuôi mình ngày nào đâu, người ta đâu có lo cho mình được cái gì đâu.
còn có tụi con thôi, mà tụi con là hạnh phúc và mẹ vui rồi, thì cũng chính mẹ nói như vậy. Tới bây giờ rồi mẹ con đã nguôi ngoai và đã không có để tâm nữa, tại vì mọi người thấy tụi con tốt lên từng ngày. Thực ra là sau cái số phát sóng này á, thì những cái định kiến nó cũng sẽ thay đổi. Đúng chắc vậy. Chắn là như vậy sau cái chương trình này. Thôi chúc phúc hai bạn nha. Trong rồi. Mấy tháng ở với nhau như vậy thì nó ăn Bin, hiếp có em sao? Bin ơi, nó ăn hiếp em lắm. Dạ không? Đúng rồi, có võ đúng rồi, cô Hồng Vân cũng nhớ không? Có tập có 7 cái huy chương vàng. Taekwondo, đai đen. Ở nhà bà có giận em không? Đánh em hoài luôn á, buồn buồn đá em vài cái. Mới đây còn úp lên Facebook rồi đá em mấy cái rồi. Cái đó anh tự úp luôn. Rồi khui đi, tật xấu của cô gái Tree này là gì? Rồi, có một lần thì tụi em bán hàng á. Thì tụi em bán dù là 10 cái hũ đó là 1.800.000. Thì bạn mới ngồi tính, ủa anh, mình bán 10 hũ 1.800.000 là một hũ mình bán 18.000 hả anh? Ủa anh ơi, em giỡn nha anh cho anh vui. Mỗi lần em tính lại buồn. Đi em tính lại đi, em tính kỹ lại bao nhiêu. Em cũng ngồi em đợi cái bà tính hồi nha, chồng bà tính ghê lắm. À em biết rồi, nhiêu em? 10.800. Ôi. 18.000, sau đó chuyển có 10.800. Chứ nhất định là không 180.000 nha. Em mua bằng rồi. Cố tình cho anh vui, vợ thấy em buồn. Hai đứa đi đường á, bụi quá á anh. Xong cái, anh bụi quá, lấy tay bịt mắt em lại. Em lỗi dồn rác luôn. Em đau bao tử, em đi đường em... Anh đau bao tử của em ơi, anh đau bao tử hả? Anh bệnh viện tai mũi họng nè, vô khám bao tử anh. Rồi rồi. Mỗi lần em nghe vậy xem em thôi em im cho lành, nó tại bị té giếng. Có không? Té hai lần luôn. Hồi nhỏ là không có giếng. Té xong. Không có sông thôi. Té xong. Té xong còn nặng, té giếng nước nó còn nhiều. Thôi con đừng dọn nhà ở mé sông nha con. Đó, nói chung là mai mốt giàu có con đừng có mua nhà biệt thự kế sông Sài Gòn nha Bin. Rồi, tật xấu gì nữa đó Bin? Dạ có một lần đang ngủ đến 4 giờ sáng thì tự nhiên quay qua đánh em quá trời luôn. Anh sao anh cởi quần em? Anh tự nhiên anh nói gì cái chi đến sáng luôn. Đến khoảng 10 giờ sáng thì con em gái em nó ngủ dậy. Em gái mình nó thức khuya, nó chơi game lắm. Nó kêu là hồi tối qua em đang chơi game em thấy bà Tri bà ngồi vậy, bà lột cái quần bà quăng ra xong bà nằm bà ngủ tiếp. Bà tự cởi quần bả xong bà đưa hồi em, bởi vậy không về em dám chơi ra ngoài ngủ. Thôi giờ có bữa ổng kể con mới biết, con không có biết gì hết. Có bữa con đang nằm ngủ mà con lăn xuống một cái bằng xuống dưới mà con không biết gì nha, con còn cãi lộn với ổng trong khoảng thời gian đó luôn. Mà tới sáng con thức con không nhớ gì chân á. À vậy là bị bọng du thiệt. Tại vì sáng em ngủ dậy á, có một lần là ngủ dậy thấy cái cửa tủ nó bị mở. Nó nói là ồ sao hai đứa sợ rồi là sợ luôn. Ra hấp nhang đồ các thứ. Tự nhiên cửa tủ mở xong cái có một đêm em đang ngủ cái em nghe có két mà em thì em nhạy cảm với cái tiếng động tối mà em nghe tiếng động em dậy liền. Em bật dậy cái em thấy ba móc cái chân như cái tủ á. Ba mở ra, cho ba đóng lại, ba mở ra đó mày. Em làm gì đi? Dạ. À, em kiếm đồ. Sáng hỏi bà không nhớ gì hết. Trời ơi. Tivi nữa. Mở tivi nữa mà con sợ là cái gì đó, nó có cái gì đó. Ai thôi đi đó. Em mở cho ai thôi đi. Trong giấc ngủ của em không bao giờ được ngon giấc đúng không? Trời thiệt luôn. Em ngủ là em rất là ghét ai mà gác em này nọ thứ rồi dành mền dành gói. Mỗi lần em ngủ là có một chút xíu cái mép giường thôi á, bả lấn em vậy á, rồi bả gác lên tới bản họng em luôn. Thôi em đang ngủ cái chân nó chấm ngang cổ em vậy nè. Em đi núi đè vậy đó. Thiệt, em hiểu ngủ rất là ngoan luôn, không hiểu sao. Có nhiều lúc á, con ngủ con không biết sao nha. Mà cái con đang mơ. Con mơ á, trong giấc mơ là ai dê con á, không phải ông Bin, ông phải phải ông Bin dê con. Xong cái hôm đó ở nhà con mà cái phòng con bị chuột vô. Xong cái con ngắt cái tay ông một cái ông nhảy dựng lên, ông đứng lên luôn. Ông đứng lên nói, em ơi chuột cắn anh, chuột cắn anh. Không. Rồi cái con, em nhéo anh đó, không, chuột cắn anh. Trời ơi, chắc mai mốt cái anh nghe em bị lây luôn, cái bệnh mộng du luôn á. Em sợ luôn anh, bây giờ là em sợ. Cái mộng du nhiều khi là không có kiểm soát được, đúng không? Cố gắng phải tìm cách để mà chữa cái này nha. Thôi nói chung là những cái tật xấu của bà nó kể ra thì cũng thấy thương. Và quan trọng đó là cũng thấy đáng yêu, đúng không? Có một cái là không đáng yêu lắm mà cái là ghen. Gì? Ghen. Cái ghen hả? Ghen, ghen lắm kinh khủng. Mỗi lần bà giải thích với em là bà nói là em bị bệnh á. Bà nói thẳng em đi luôn. Anh ơi em bị bệnh á. Thôi anh đừng để ý. Mỗi lần vậy anh chiều em đi, anh chịu đi. Ví dụ giờ đi chụp hình nguyên một đám nha. Là có những người bạn của mình trong đó luôn thì chụp có kiểu này kiểu kia thì nhiều khi mình hào hứng quá, mình choàng dai, mình bá cổ đó là chuyện rất là bình thường. Là bây giờ mà có đụng lên không có đi về đâu anh. Đụng ngay tại chỗ đó luôn, xong bỏ ra chỗ khác. Em không biết em làm cái gì sai. Em không biết luôn, em phải đi theo. Anh làm gì sai, em phải nói cho anh biết anh làm gì sai. Không, anh đi ra đi, anh biến đi, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Anh là đồ điểu cán gì, chửi sùm lên. Em đâu có chửi gì vậy đâu. Chửi đám em đông có chửi hả? Không, con không có chửi. Không, không có chửi giữa đám đông. Con chửi trong lòng. Mà chửi, chả chửi đọc riêng. Được. Ui, chả đọc được luôn. Trời ơi, đất ơi. Chửi trong lòng mà chả đọc được. Đọc được cái tiếng nói trong lòng luôn hả? Chửi trong lòng.
cái mặt con nó dâng máu mà cái máu đó là con không thể nào con kìm được, con không kìm được luôn. Con thiệt luôn, con biết con vậy mà con không kìm được. Vậy bây giờ thì em phải tự để ý, em phải tự tránh xa tất cả những bạn nữ ra. Bây giờ tới con đó, anh ấy có tật xấu không? Không, một đống luôn chú người ơi. Người đàn ông quá hoàn hảo. Cái thứ nhất là làm biếng, ăn xong rồi nằm mà nói sao ngày nào anh cũng mập hết vậy em, ngày nào anh cũng mập hết vậy, anh không ốm được á em. Cái thứ hai là làm biếng thì người ta lấy ly nước ta cũng lấy được hết cô. Không, em ơi lấy cho anh ly nước đi. Ôi vợ ơi lấy cho anh miếng trái cây nha. Ôi vợ ơi miếng bánh nữa nha. Vợ ơi tắt tivi giùm anh đi. Ờ, cứ vậy đó cô. Mà kiểu như mà con quạo thì sẽ không dám. Làm biếng là làm biếng như vậy thôi. Còn mà chuyện kiếm tiền thì ông không làm biếng. Con thích vậy đó, quá thích nhiều đó thôi. Rồi nhà sao, tính làm tình hết thì được. Sao, tính tình thì sao? Dạ tính tình thì ổng cọc à. Lúc mới quen á là con khóc hoài à. Áp lực lắm cô ơi. Lúc vì... mới quen thôi, bây giờ coi. Không, từ ai từ cọc? Để em nói cho hết đi. Cái lúc mới quen hả là ổng cọc mà ổng cứ nạt con hoài luôn á. Ổng cứ... kiểu như ổng muốn một người vợ hoàn hảo á cô. Xong mà kiểu con nít mới lớn mà việc nhà này nọ con đâu có kiểu đảm đương đâu, xong rồi con phải tập 2 tháng đó rồi. Thức 5 giờ sáng thức rồi hả, con làm đồ ăn trưa, đồ ăn sáng, đồ ăn chiều luôn hết á, con như một người vợ đảm đang chuyên nghiệp luôn á. Qua cái thời gian 2 tháng đó thì con thi bolero là con bỏ phiếu như tới giờ đó. Bỏ phiếu luôn. Bây giờ được bao nhiêu phần trăm người vợ hoàn hảo rồi? Nghĩ là 70%. Nhưng mà vẫn thua ngày xưa. Thì bây giờ mong muốn anh Bin thay đổi điều gì? Dạ. Khi... con mong muốn là anh Bin nhỏ nhẹ lại nữa, xuyên nấu ăn hơn. Mà mỗi lần nấu ăn là ông bài cái bếp con dẹp mệt lắm, thôi khỏi luôn đi. Khỏi luôn đi. Rồi với quan tâm chăm sóc vợ nhiều hơn. Rồi giờ Bin mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Em thấy là dạo này Tri với Tri kiểu như Tri ăn đường nhiều quá, Tri bị ngán á. Em thấy bạn nó bị nứt môi đi. Cái em lật đật em chạy đi mua cây son dưỡng cho bạn đó mà đem về các bác. Ừ, để đó đi. Xong cái hả, cầm điện thoại lướt lên xong cái cười cười với cái điện thoại. Mình lúc nó đang giận mà. Mình nó cảm giác là trời mình không bằng cái điện thoại luôn. Nên em mong là Tri sẽ hiểu em nhiều hơn. Tại vì Tri hiện tại á là Tri nhìn thấy được những cái gánh nặng của em nhưng mà Tri không có hiểu được cái độ nặng của nó. Nên em vẫn có cảm giác là em bị áp lực rất nhiều. Từ công việc cho đến nhà cửa cho đến rất là nhiều thứ. Chị thấy vậy nè, bây giờ á, tất cả những cái điều mà Bin mong ước ở con á, đều là chính xác. Nhưng con phải cho Tri một thời gian. Chắc chắn Tri sẽ làm được điều đó. Thực sự là Tri quá hay nếu như một cô bé 20 tuổi nó đã làm được 70% công việc của một người vợ. Thì 30% cái con chỉ cần mất khoảng 1 năm, 2 năm nữa thôi. Câu nói của Bin á, cô rất là hiểu là con hiểu được áp lực và gánh nặng của Bin nhưng con chưa biết nó nặng bao nhiêu. Thì thời gian tới con sẽ hiểu thêm là cái công việc đó nó nặng như thế nào, cái áp lực đó thực chất nó khủng khiếp ra làm sao thì con chịu khó tìm hiểu. Còn ngược lại á, Bin á, con phải thông cảm cho Tri. Khi tụi con đã làm được cái điều đó rồi thì tụi con mới hạnh phúc được. Chứ không á, là vì hai người làm nghệ thuật mà ở chung một căn nhà rất là khó. Thì thành ra tụi con phải giữ gìn, nâng niu tất cả những gì tụi con đang có. Dạ rồi. Cảm ơn hai bạn đã đến đây. Dạ cảm ơn chúc rất là nhiều. Chúc cho bé Tri nghe một vài năm nữa sẽ trở thành người phụ nữ hoàn hảo 100% trong lòng của chàng trai Bin. Và một ngôi sao trong làng nghệ thuật. Cảm ơn các em. Nha. Có khi em ẵm bé từ sáng tới chiều á, không có người giúp á thì có khi bé nhịn đói luôn, không có đi chợ được, không có thả bé được. Rồi thì em có bầu á thì em động tay, nhưng người ta thì được chồng chở đi làm. Còn em thì không có được vậy, em cũng phải tự đi. Rồi lúc sinh em sợ lắm. Sợ mà tự nhiên nửa đêm á, mình chuyển gia thì không có chồng ở nhà thì không biết làm sao hết đó. Nên em nhìn hồi mà từ nhỏ là em, ba em biết sớm em thiếu tình cảm của cha. Em nhìn bạn em là em khao khát được tình cảm của cha. Mà em nghĩ tới con em là nhiều đêm em ôm con em khóc không à. Em giới thiệu về mình. Dạ em tên Lê Vũ Phương, năm nay em 26 tuổi, nghề nghiệp là em đang công an. Thôi chào em tên gì, giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Trang và hiện tại là em 24 tuổi, em đang là giáo viên. Chà, công an và giáo viên thì sao quen nhau được ta? Em với vợ em quen nhau là do hôm đó là cơ quan em tổ chức hội thao với lại văn nghệ. Rồi mời bên trường đại học sư phạm của vợ em đang học á. Và qua tham gia, giao lưu. Cái ấn tượng đầu tiên mà em nhìn thấy anh này thì sao? Chồng em nhỏ xíu à, em nghĩ là trong bộ công an có mỗi cái canteen lại bán cơm á, em nghĩ là chồng em là bán cơm ở trong đó. Rồi sao nữa? Dạ sau đó thì hai đứa coi văn nghệ thì ảnh có xin số điện thoại của em thì em cũng cho em số. Rồi bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau?
Dạ khoảng một tháng sau thì em với vợ em yêu nhau. Cũng lâu ha. Hỏi nó nghe nè, vợ em ghen dữ dội không? Cũng ít lắm anh. Rồi có lần nào mà ghen mà cãi vã nhau chia tay? Dạ có em, thì lúc mà quen được một năm rưỡi rồi á, lúc đó em mới phát hiện là chồng em còn quen cái cô ở dưới quê á. Mà em ngu lắm, em bữa giờ quen mà em không biết. Xong em tức giận quá, em thi xong em xách vỏ về quê. Sau đó thì chồng em năn nỉ rồi, lý trí ông bảo rồi con tim kia phải xách vỏ lên Sài Gòn tiếp. Ôi rồi xong lúc là tự động em vô luôn chứ cũng dạ. Không phải là do là nhận được lời xin lỗi. Dạ không, lúc đó em điện thoại lâu, cũng khoảng gần một tháng em mới điện thoại được và đôi khi em xin lỗi. Rồi bao lâu rồi lấy nhau? Sau đó 6 tháng thì em lấy nhau. Vậy bây giờ tụi em là lấy nhau được bao lâu rồi? Gần một năm rưỡi rồi. Trước khi đám cưới là chân chu xuân sẻ, có khó khăn gì trước đám cưới không? Dạ không, trước khi đám cưới thì cũng khó khăn lắm chị, tại vì chồng em thì miền Tây, em thì miền Trung. Cưới thì mẹ em khóc dữ lắm, mẹ em nói là giờ có một đứa anh gái mà giờ gả xa quá với lại là mẹ muốn là về ở bên cạnh mẹ, là dù gì là cũng ở sát nhau thì có mẹ có con, cũng sợ vùng miền rồi không sống được với nhau á chị. Hai em phải làm như thế nào để vượt qua những cái điều đó? Qua em điện thoại cho ba mẹ em xin cưới, thì ba mẹ em cũng nói là mày cưới gì xa quá thôi, để cưới ở miền Tây đi cho nó gần. Xong sau đó thì em điện thoại cho mẹ ba em với năn nỉ, thì nói chung là vợ thương vợ con rồi thì bây giờ buộc phải cưới nên ba mẹ cũng đồng ý theo con luôn. Dạ cũng đỡ ha. Giờ đến cái phần mà sau khi cưới về đó thì đại hội dịch mặt đó, tới đại hội phát hiện chồng em có gì xấu không? Đầu tiên á là ở sạch sẽ dữ lắm. Cái nhà mà quét tới ba người quét ba lần rồi mà chú về chú cũng cầm chổi chú quét lại nữa. Áo quần của em á là 7-8 năm rồi vẫn y như mới, chứ không như em, đồ em cứ vài tháng là thấy cũ rồi. Tính em là em cứ mưa xong rồi em mới dọn một lần luôn chứ em không có dọn từng cái một. Tôi ở sạch của anh em giờ ai cũng sợ. Ở chồng em còn gì nữa không? Về nhà chồng em ít nói lắm, chỉ ẵm con chơi chút rồi cũng không nói chuyện với ai hết á. Nên là cái khoảng cách giữa chồng em á với mẹ em á là nói chung là cứ hai người gặp nhau nhưng mà không có nói chuyện với nhau, làm cái không khí gia đình á nó trầm lắng, nó không có được vui vẻ. Nhìn thấy rất là vui vẻ, rất hoạt bát mà. Dạ trước giờ em ít nói lắm anh, mẹ ở nhà thì nói chung là cũng lâu lâu mới nói chuyện với mẹ vài câu thôi chứ cũng không có tâm sự với mẹ nhiều. Về là cứ hầm hầm mạch làm, cái xong mẹ em cũng thấy cảm thấy sợ chồng em nữa. Ủa nhưng mà mẹ em vô đây là chăm em, chăm con phụ em đúng không? Dạ. Nhưng mà mẹ em sợ chồng em sao, kể nghe. Dạ. Mỗi lần chồng em sắp về là mẹ em bắt đầu đi làm mà cái gì cũng phải thiệt sạch sẽ. Mà chồng em có dữ không? Cũng biết nữa, tại chồng em ít, chồng em nóng tính nên là chồng em im mà. Tuy là sau khi cưới về là em chưa bao giờ em tâm sự với vợ em hay sao? Dạ tâm sự với vợ. Vợ thì tâm sự chứ, với mẹ vợ. Mẹ vợ thì em ít tâm sự với mẹ vợ. Chưa bao giờ luôn. Dạ chưa. Với mẹ ruột của em thì sao? Dạ nếu mẹ ruột thì em cũng ít nữa anh. Em thương mẹ vợ không? Dạ có chứ, đôi khi em thấy mẹ em ở nhà mẹ em làm hết trơn, vợ em không làm gì hết trơn á. Con khóc vợ em nằm mà, mẹ em bồng không à. Nhưng mà anh nghĩ là em là thuộc tiếp người là ít có chịu thổ lộ với những người xung quanh đúng không? Dạ. Vậy thì chứ không phải em là người vô tình vô tâm. Dạ đúng. Nhưng mà qua chương trình thì em cũng muốn nói gì với mẹ vợ em không? Dạ qua chương trình thì em xin cảm ơn mẹ vợ em rất nhiều. Và tại vì con ít có tâm sự với mẹ nhiều nhưng mà con vẫn thương mẹ. Xin mẹ hãy xem con như là con ruột. Thì phải xem là con ruột thôi. Rồi bây giờ chồng có hay đi nhiều không cơ? Công việc của chồng em bắt buộc 2 ngày mới được về một đêm. Về nhà lúc nào cũng 8-9 giờ tối rồi về chồng ngủ, cái sáng mai chồng đi. Nên là em thấy tuổi thanh dữ lắm. Tại vì muốn ăn cơm chung với chồng một bữa cũng khó nữa. Có lúc thì con bị ốm đi sốt cả đêm, chỉ có mình em phải ấm bé, không có ai, nói chung là không có ai giúp đỡ em hết á. Vì lúc mẹ em chưa có vô á. Rồi có khi em ẵm bé từ sáng tới chiều á, không có người giúp á thì có khi em nhịn đói luôn, không có đi chợ được, không có thả bé được. Rồi thì em có bầu thì em động tay như người ta thì được chồng chở đi làm. Còn em thì không có được vậy, em cũng phải tự đi. Rồi lúc sinh em sợ lắm, sợ mà tự nhiên nửa đêm á mình chuyển dạ thì không có chồng ở nhà thì cũng không biết làm sao hết á. Nên là thực sự là ngày lễ Tết hay gì em thấy nhà người ta đông vui vậy đó. Em thấy tuổi thanh ghê gớm lắm. Mà em cũng sợ con em sau này sẽ buồn nữa. Tại vì những ngày lễ thì chồng em phải được 100% không có về nhà. Mà mấy bé kia thì được ba ẵm đi chơi rồi cả gia đình cùng đi chơi á. Mà con em thì chỉ có mình em mà. Nên em nhìn mà từ nhỏ là em ba em biết sớm em thiếu tình cảm của cha. Em nhìn bạn em là em khao khát được tình cảm của cha.
mà em nghĩ tới con em, nhiều đêm em ôm con em khóc không à. Hiểu được nỗi lòng của vợ. Dạ em cũng hiểu với anh, nhưng mà tại vì do đặc thù công việc của em nó như thế là đôi khi em cũng nói tâm sự với vợ em, vợ em cũng thể thông cảm và hiểu cho em. Ông nói vậy chứ ông có tâm sự đâu chị. Ông có ngày lễ chị sinh nhật em á, chồng em trực á, rồi cũng không nhắn tin về chúc sinh nhật vợ, hay là cũng không có mua quà vậy đó. Vậy là coi như tôi đánh giá về chồng em sai hoàn toàn. Hồi nãy tôi đánh giá tôi nói chồng em là một người chú đáo ha, quan tâm, quan tính. Bây giờ nghe xong rồi, ông lẽ bây giờ tôi quánh ông chứ. Nghe nè, trước khi em lấy chồng, dạ, em có nghĩ rằng là cái cuộc sống sau hôn nhân nó như thế nào? Dạ, lúc trước em lấy chồng á thì nói chung em nghĩ cuộc sống hôn nhân của em cũng bình thường giống như mọi người thôi. Là cũng cùng chồng nấu cơm, rồi thứ bảy chủ nhật thì cùng quay quần bên nhau, rồi những ngày lễ thì mình ở cạnh nhau, rồi nói chuyện, trò chuyện này nọ, rồi cũng được như bao người vậy đó. Nhưng mà khi lấy chồng em thì vỡ mộng hoàn toàn. Nhưng mà nó khổ là cái tính chất công việc của em, nó khổ vậy đó. Dạ. Có những cái mà chồng em muốn chia sẻ với em mà cũng không thể được, bởi vì nó thuộc về bảo mật rồi. Cái đặc thù công việc của chồng là như vậy. Tuy nhiên á, theo chị thì chính vì cái công việc của mình nó là như vậy thì bất cứ lúc nào mình có thời gian rảnh thì mình phải bù đắp. Thì hỏi này, em có thường có những hành động lãng mạn nè, hay đưa vợ đi cà phê, đi ăn kem hay đi coi phim không? Dạ, lúc mà chưa có em bé thì có vậy, nhưng mà sinh em bé tới giờ thì vợ em phải ở nhà chăm nên ít, vợ chồng em ít có đi. Nãy mới tố nó là vợ mẹ vợ em làm không à. Vợ em nằm con khóc rồi cũng bị bồng vậy lúc đó. Tại sao hốt đi cà phê đi, tôi tài trợ cho đi coi kịch đi, tôi tài trợ nè. Dạ. Đúng không, thích đi coi kịch không? Dạ có chị, tôi tài trợ vé cho đi đó, lãng mạn chút đi. Tôi thấy thương quá à, trời ơi, cặp mắt vợ đẹp quá, đẹp quá, như trang nhãn vậy đẹp đó, như tôi vậy đó. Mà tự nhiên để nước mắt rớt xuống mà ngồi không biết lau cho vợ nữa. Hiểu. Trời ơi, mắt vợ đi. Thương ghê không? Nãy giờ vợ đã nói rồi đó. Yeah. Phương có điều gì muốn nói? Mong vợ thay đổi, mong vợ hiểu, chia sẻ với vợ. Đứng lên được, ôm ấp được. Ôm ấp đi. Để người ta nhắc tuần hoài. Cái cơ hội nữa. Em mong vợ em sẽ thông cảm cho em và bớt tủi thân, bớt khóc. Trong thời gian em không có ở nhà thường xuyên nên em ở cơ quan. Ôi trời ơi, nói với tôi làm cái gì? Nói với vợ kìa. Dạ. My name is German, but you can call me Toi Ten La Dick. Dick. My Vietnamese name. Where you're from? I from Nha. Oh. What's your job? My job now, I'm model in Vietnam. But before I worked in tourism, a guide. History guide. Oh, tourist guide hả? Yeah. Ảnh là hướng dẫn du lịch ở Việt Nam được cũng được 4 năm rồi. Dạ, ảnh rất là rành về lịch sử Việt Nam luôn. Ảnh rất là ngưỡng mộ. Có nghe nói là ảnh là người mẫu nữa. Dạ, ảnh đang làm người mẫu cho viên. Diễn viên người mẫu tự do. Đức có biết hát một bài hát nhạc Nga nào không? Can you sing a song Russia? Yes. Okay. I think have same song Russian and Vietnamese. Okay. We can sing together. Okay. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. How old are you? I am 26 years old. Not 16. 26. Oh, 26. Dạ, yeah, 26 tuổi chứ không phải là 16 tuổi. 26 tuổi. Rồi, mời em. Trước tiên cho em xin phép là chắc là em xưng là anh chị cô đi. Chú. Dạ, tại vì em còn nhỏ tuổi, em 21 tuổi. Dạ, con tên là Thìn Bùi, là tên Thìn, là Thìn. Con rồng. Năm nay con 21 tuổi, đang là diễn viên và người mẫu tự do. Tại vì công việc của con nên là khi mà con gặp ảnh là nói chung là hai người làm việc cùng nhau luôn và phát triển cùng nhau. Nhưng mà tụi con gặp nhau là trong cái đội người mẫu đó hay là cơ duyên nào mà tụi con gặp được nhau? Dạ, một cái event chính xác luôn. Dạ, là có một buổi hướng dẫn catwalk
và con là được mời tới để hướng dẫn cho các bạn Tây tập catwalk. Dạ, thì đó cũng là cơ duyên. Các bạn Tây là nhiều bạn Tây hả? Dạ, từ đúng các rồi. Nước lại hay là chỉ có nước Nga thôi? Dạ, nhiều lắm, nhiều các nước lại. Từ lý do gì mà sao con lại quen với bạn này? Dạ, chắc là mới đầu á, con cũng không muốn đi đâu. Ảnh cũng vậy nữa, ảnh là người tới trễ nhất cái buổi catwalk đó luôn. Nhưng mà chắc là có lực hút hay sao á. Con nghĩ là ảnh có bạn gái rồi, bởi vì ảnh có đi theo một chị nữa. Chị đó cũng là người Nga luôn và hai người rất là đẹp đôi. Thì con chỉ tới với lại cái vai trò là người hướng dẫn catwalk thôi. Thì nếu mà bạn đó đi sai hay cái gì đó thì con chỉ la thôi. Con cũng không có tình cảm với bạn đó nữa. Thì con nhìn cái vẻ ấn tượng lần đầu á thì cũng được, được. Em xong nữa. Mặt baby thì hai người hướng dẫn qua lại xong rồi kết thúc cái buổi đó thôi. Nhưng mà sau đó thì con có chụp hình với lại cái chị Nga đó. Thì cái chị đó mới đăng lên mạng. Thì đó cũng là cái cơ duyên để ảnh kết bạn với con. Hóa ra là hai người đó không phải là người yêu với nhau. Thì con cũng thấy là có mình cơ không hội. Dạ, có cơ hội để tiếp cận. Cái lần đầu tiên mà the first time Đức nhìn, Đức gặp cô gái này thì Đức có ấn tượng gì về cổ? Yes, I remember this day. It was model training. I remember so white teeth, really white teeth. I am blinding. I cannot see. Why? I never see white tooth, white teeth like this. Yeah. But actually, I look at her. How I need to walk on the catwalk. I look at her because she walks so beautiful and so confident. Yeah. I like it. So professional. Dạ, anh nói là cái ấn tượng đầu tiên gặp con á là con có hàm răng trắng quá. Lúc đó là con cũng mặc cái bộ đồ đen hết á. Thì khi mà nhìn vô con là có mỗi hàm răng con trắng. Thì anh nói là ảnh nhìn con xuống luôn, bởi vì con đi catwalk rất là tự tin, rất là đẹp. Con cũng có một cái bí mật mà muốn nói cho cô chú biết là con đã biết trước là sẽ gặp ảnh luôn. Bởi vì con mới vừa làm răng về luôn. Và khi mà làm răng liên quan đến vẻ đẹp của mình á, con hay đi coi bói. Thì lúc đó thì cái thầy bói mới nói là con nên làm răng đi, con làm xong á là con gặp được cái người á phù hợp với con lắm, hai người rất là đẹp đôi luôn. Thì con cũng nghĩ là nửa tin nửa không thôi, tại vì con muốn làm răng là con không biết là con có hợp hay không thôi. Nhưng mà khi mà làm răng xong á là tới cái buổi catwalk đó là gặp ảnh luôn. Mà ảnh lại ấn tượng cái răng mới ghê chứ. Dạ, cái điều đó con mới biết không? Con mới suy nghĩ là vậy là cái này là cơ duyên thiệt. Cơ duyên tiền định đó, đó là thông qua cái hàm răng. Rồi bao lâu thì các bạn mới hẹn hò với nhau, kể từ sau cái buổi gặp nhau lần đầu tiên? Chắc là nhanh lắm luôn á. Tại vì nói chuyện xong là ngày mai gặp liền luôn. Ảnh tại cũng... vì về là có Facebook đúng không? Dạ đúng rồi. Ảnh cũng mới vừa lên Sài Gòn, tại vì ảnh làm ở Nha Trang. Thì cái ảnh lên ảnh mới nói là ảnh mới viện cớ là tôi không có biết gì về Việt Nam hết, Sài Gòn tôi không rành. Nói tiếng Việt luôn? Không, tiếng Anh. Thì con dịch ra như vậy. Thì bạn có thể chỉ cho tôi Sài Gòn có gì đặc sắc không? Thì con mới, con là Sài Gòn chính gốc luôn, con biết rất nhiều chỗ. Con nói là vậy thôi, mai gặp luôn đi, tôi sẽ chỉ cho bạn. Rồi mai cái ảnh chạy cái chiếc xe tay cũ. Do you understand what I say? Okay. Đức có nói được tiếng Việt không? Đức nói đi dễ thương lắm. Can you speak Vietnamese a little bit? Maybe cute. Try. Đức có nhớ chiếc xe máy lúc đó không? Do you remember motorbike you use? I know only Vietnam. Vietnamese. Just like, nói Việt you speak Nam, Vietnamese. Nói bằng tiếng Việt Nam. Okay. What I need to say? Xe maybe xe. Just hello đẹp. Xin chào đẹp quá. I know my girlfriend in Bui say so many times kỳ vậy. trời ơi kỳ vậy. Tức là bạn chỉ biết được một vài từ thôi đúng không? Dạ, anh có hiểu nhưng mà bạn sẽ không có nói dài dòng được. Tiếng Việt mình khó lắm em ơi, rất khó luôn. Bạn đang cố gắng học. Rồi, cái lúc đó là anh chạy một chiếc xe cổ hả? Dạ, cái xe... Chiếc Vespa sao? Suzuki. Suzuki cổ, rồi. Dạ, đúng rồi. Lúc phải, đó phải, tới chở em. Dạ, phải đạp mới lên máy, mới vô ra lên được. Thì anh mới tới gặp con thì anh... Lúc đó em gặp anh thì em thấy sao?
Dạ rất là ngầu luôn, tại vì nhìn cổ á, dạ ảnh mặc đồ khá là đơn giản và chạy cái xe thì ảnh cũng cao á, nên là nhìn cũng khá là ấn tượng. Càng cảm tình hơn nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa nè? Dạ thì lúc mà con lên xe á thì ảnh mới kêu là ôm ảnh đi. Con mới nghĩ là ủa sao người nước ngoài dễ dãi quá vậy, con không có dễ dãi như vậy. Con mới nói là no thank you no. Thì ảnh mới đạp số vô ga thiệt mạnh luôn, là con xém té luôn, là con quán tính con chỉ biết ôm ảnh thôi. Trời, con mới tim đập thình thịch luôn. Con mới nghĩ là you have plan, ảnh có kế hoạch. Có kế hoạch đó. Cố tình đúng không? Because my bike so crazy sometimes. Yeah, it's not my plan, it's not my plan. I don't believe it. Tức là ông nói cái xe của ông nó crazy, nó điên cùng cùng vậy thôi. Chứ ông không có kế hoạch, nhưng mà chị không có tin. Chị chắc chắn con trai Việt Nam cũng vậy đó. Yeah, the same, the giờ là Việt Nam Vietnamese man. She have plan the same you. Oh. More motorcycle. His motorcycle. Oh. Yes. No. His no. wife. Oh. Job up om. Hiểu chưa? Well, it's cool. You don't believe. Yeah. You don't believe us. Yeah, yeah. I understand. Yeah. I understand you. Rồi yeah. Sao nữa nè? Tại vì bây giờ con thấy ảnh cũng chạy cái xe đó, nhưng mà nó đâu có bị đúng không? Đâu có bị đâu. Ừ. Sao cái lần đầu quá mạnh vậy ta? Vậy là trời xui đất khiến thôi. Dạ. Khiến thôi. Dạ. Khiến sao? Gì kế hoạch rõ ràng. Em cùng. Rồi sao? Cái bữa đó là đi đâu nè? Dạ. Đi vòng vòng Sài Gòn. À. Nhưng mà với cái lúc đó là con là cái tâm trạng của con là bây giờ sẽ đi đây con sẽ chỉ ảnh, nhưng mà ngược lại tự nhiên cái ảnh dẫn đường, cái ảnh chỉ con, cái mới nói là tôi đi ở đây rồi nè tôi làm ở đây rồi nè, quá trời chỗ luôn. Con mới kêu là như ông biết hết á, phải không? Đúng rồi, thì ảnh là hướng dẫn viên du lịch 4 năm ở đây rồi hết. Hướng dẫn mà ông làm bộ làm tịch đó, bởi có plan hết thì cô nghĩ là có plan hết rồi. Đúng rồi. Thì con mới khá là bất ngờ, ủa tại sao anh biết hết mà anh còn hỏi em nữa, mà anh còn nói lịch sử Việt Nam còn rành hơn em nữa. Ảnh rất là ngưỡng mộ người Việt Nam thời đó, nên là ảnh nói với cái cảm xúc rất là dâng trào luôn. Ảnh xong rồi con cũng thấy wow, có một người á mà rất là thích lịch sử Việt Nam của mình mà lại hướng dẫn mình như vậy nữa, là giống như là người ta quan tâm đến cái việc mà trao dồi kinh nghiệm, chứ không phải là dẫn mình đi chơi mấy cái chỗ mà câu lạc bộ này nọ không. Thì cũng có gặp nhau được hơn 2 tiếng thôi. Cái thời gian nó không biết là nó có dài không, nhưng mà ảnh mới nói là ô bây giờ gần 9 giờ rồi, trễ quá rồi, anh phải đi về. Còn nếu mà em muốn gặp anh nữa thì ngày mai mình gặp tiếp. Đó, nếu mà một ngày dài mà mình gặp nhau lâu quá thì chắc chắn là con nghĩ là thôi chắc là lâu lâu mình gặp một lần. Không, tự nhiên ảnh nói câu đó là ảnh là em biết, là con biết là ngày mai muốn gặp nữa đúng không? Ok, thì thôi ngày mai gặp tiếp. Con cũng khá là bất ngờ là cái thời gian á, khi mà tìm hiểu nhau rồi tới với nhau, nó đều là tự nhiên hết luôn. Lâu lâu con lại hỏi là ủa tại sao ảnh không hỏi là có muốn làm bạn gái anh không? Ảnh không hỏi gì hết. Tất cả mọi thứ là tự nhiên tới, xong rồi yêu nhau. Rồi từ từ qua chơi vài ngày, cái từ từ cái dọn đồ qua ở luôn. Ai dọn đồ qua? Con dọn qua ở, tại vì lâu lâu cái qua, xong rồi đem 1-2 bộ đồ, cái xong rồi từ từ cái con thấy, ủa sao cái tủ đồ nhà con qua nhà anh hết trơn à? Thì tại vì con từ từ con dọn qua, cái xong con mới nói, mình không có biết thời gian mình quen nhau là khi nào luôn. Thì ảnh mới nói với con là ảnh thấy cái điều chắc chắn ở cả hai rồi, và ảnh thấy điều đó rất là tự nhiên luôn, ảnh không muốn hỏi. Bởi vì người nước ngoài á, họ thấy chắc chắn thì họ sẽ coi người đó là quan trọng luôn. Còn chỉ có người nào mà không chắc chắn mới hỏi thôi. Thì con cũng thấy lạ, mà thôi đúng thiệt là mình cũng đã mở lòng với ảnh rồi. Và từ từ mình cảm thấy hai người cũng hợp, nên là không có ngày kỷ niệm. Nhưng mà tụi con đối với nhau là mỗi ngày trôi qua thì cũng là ngày kỷ niệm, ngày hạnh phúc rồi. Coi như là tụi con đến với nhau nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tự nhiên. Nó giống như là mọi thứ nó sắp đặt an bài hết rồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Ông hỏi Đức chút xíu nè. Đức, you talk about Vietnam food. Do you like Vietnam history? To cook for me something.
Con nấu hả? Con nấu cho cho. Yeah, dinner, dinner. And she asked me what I like. And I say my favorite Vietnamese food, pho gà. Gà. Yeah. Phở soup, phở gà, soup noodles. Yeah. Why is so it's so funny? Because she never cooked before pho gà. Phở gà. For her it's really a challenge because need so many ingredients. And we go together to the supermarket and buy so many ingredients. But later I like it. Yeah. So delicious. She can cook. Yeah. It's for me, I mean for men's, it's so important when a girl can cook. But most important when girl can try and study, because she don't know, it's so important, but she try and study. Dạ ảnh nói là ảnh rất là thích ăn phở gà. Thì con có ngỏ lời là muốn nấu cho ảnh món Việt. Thì mới đầu là con định nấu nuôi sườn rau củ thôi, tại vì bố con có dạy con làm cái món đó. Thì tự nhiên hai tụi con đang đi siêu thị, cái ảnh mới nói là không thịt heo, không. Ảnh chỉ thích ăn thịt gà thôi. Ảnh mới nói là tôi rất là thích ăn phở gà. Thì con mới không biết nấu. Không biết nấu. Chết rồi. Ba đâu có dạy đúng không? Tự nhiên cái mình lại nói là mình biết nấu mọi thứ luôn, mà cái ảnh chuyển vào đúng cái món truyền thống mà Việt Nam mình là phở. Là phải ảnh rất là thích cái món đó và thường xuyên ăn cái món đó luôn. Nhưng mà con cũng tự tin lắm, con nói là dễ ẹt. Trời ơi, quá dễ luôn. Bây giờ em rất là bận rộn đi tìm mấy cái nguyên liệu mua á, nên là anh đợi em xíu nha. Thì con mới mở cái điện thoại ra, con search Google để xem những nguyên liệu làm phở gà. Cái gì đó. Để đi mua. Con run mà con chảy mồ hôi đầm đìa luôn. Nhưng mà ở trong siêu thị là có đủ hết nên cũng yên tâm. Con mua hết tất cả mọi thứ xong rồi đi về nhà ảnh, thì con mới nói công thức gia truyền, anh lên phòng khách ngồi đi. Em phải chú tâm làm mới mới ngon được. Thì anh lên phòng khách mở Google cái... tiếp. Con lên con mở Google tiếp, nhưng mà bây giờ là YouTube cũng có nhiều cách nấu á, nên là cũng dễ với con. Thì con cũng coi xong mà nấu từng bước từng bước. Mà con cũng là người rất là khó ăn, nên là cuối cùng cũng ra một tô phở gà mà đậm đặc luôn, đặc biệt luôn, ngon lành luôn. Dạ. Mà bạn thích ăn chả giò không? Chả giò ảnh cũng khó ăn lắm. Vậy mấy cái đó thì ảnh chưa có thử. Nước mắm có biết ăn không? Không luôn. Quen người nước ngoài á, là có một cái khó khăn nhất á là trong việc ăn uống. Ảnh không ăn thịt heo, hạn chế thịt bò, không ăn nước mắm, mắm tôm hay là các mà thức ăn nặng mùi. Chỉ đặc biệt thích là rau củ thôi, mà nhất là những cái rau củ mà ảnh hay ăn thôi. Không bỏ đường, không nêm quá mặn. Rất là gọi là cái healthy đó, quá healthy luôn á. Ảnh rất là quan trọng sức khỏe, nên là ảnh là người mẫu nữa mà. Dạ đúng rồi, ảnh nói là ăn thịt động vật á thì nó bị stress. Nên là ảnh không muốn ăn nhiều. Có thì cũng lâu lâu ăn thịt gà, đó là phở gà ảnh thích. Thì từ khi quen ảnh thì con cũng khá thay là đổi nhiều đúng không? Khá là khó chịu cái việc đó. Tại vì con là người Việt, con ăn món Việt quen rồi, mà người Việt của mình á lại có nhiều cái cách nấu mặn ngọt, mà nhiều nêm nếm nữa. Chủ yếu là gia vị đó. Dạ đúng đó, rồi. Đúng không? Dạ. Đó. Nhờ gì con có lén đi ra ngoài ăn với bạn bè đồ này kia không? Dạ không luôn, tại vì con ở với ảnh luôn nên là ăn uống chung với nhau, nên là con coi như là con bị quen rồi, đúng không? Con sống ở Việt Nam mà con không được ăn đồ đúng nghĩa Việt Nam luôn đó, đúng không? Dạ đúng rồi, có thì những cái món như là bò kho, phở gà thì con hay nấu. Nhưng mà những cái món mà liên quan đến thịt heo, nước mắm là con không nấu là luôn. Con không được ăn luôn. Dạ, đó như, như bún đậu mắm tôm là vĩnh viễn con không bao giờ được ăn là đó. Từ bỏ nó luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ kể từ cái việc trong cái món ăn của con thay đổi, vậy thì trong cái đời sống của con có thay đổi kể từ khi con về sống chung với anh không? Dạ phải nói là thay đổi chóng mặt luôn, hoàn toàn luôn, từ ăn uống cho tới cách sinh hoạt nữa. Tại vì khi mà mình đã quyết định quen người nước ngoài rồi thì họ sống rất là nguyên tắc. Dạ đều có luật lệ hết. Nhưng mà những cái luật lệ đó khi mà con sống chung á, con lại thấy là
hình như là rất là tốt cho bản thân mình. Với lại nó giúp mình trong sức khỏe, rồi trong cái tinh thần, rồi nói chung là có nhiều sự tích cực, làm việc ổn hơn á. Thì con cũng từ từ thay đổi quen thay luôn. Thay đổi luôn. Dạ. Nay là hai đứa sống nhau được mấy bao lâu rồi? Dạ, hơn một năm thôi. Cũng mới nhưng mà thật sự là con rất là nể ảnh. Bởi vì con là một người khá là hòa đồng, nên là hay thích đi chơi, ăn diện, rồi cà phê với bạn bè chụp hình. Nhưng mà từ khi quen ảnh là con ở nhà, con giống như là trở thành một người vợ, một người nội trợ thật sự luôn. Nhưng mà con còn trẻ quá mà. Tự nhiên cái sáng thì 6-7 giờ sáng dậy là cùng ảnh tập thể dục, rồi đọc sách, rồi học thêm tiếng Anh. Rồi nói chung là đợt dịch 4 tháng vừa rồi á, nếu mà cặp vợ chồng á, mà ở chung lâu với nhau hoặc là bên cạnh nhau 24/24 á, thì sẽ lòi ra rất là nhiều tật xấu. Nhưng mà ảnh cho con mỗi ngày mỗi cái thú vị khác nhau. Giống như mới tối hôm qua luôn, là trời đang mưa, nói chung là không có lớn, anh muốn chạy bộ, em phải chạy bộ với anh 1 tiếng đồng hồ, chạy bộ ngoài mưa vậy đó. Xong rồi cái lên sông hơi, có hồ bơi nữa, thì khoảng từng 45 phút, ảnh nói là trong cái thời gian mà giống như là nó khắc nghiệt á, nó mưa dạng ít người chạy, nhưng mà mình chạy xong á tự nhiên mình hạnh phúc, bởi vì mình vượt qua được điều đó. Xong rồi ảnh có cái thói quen là cứ hễ 10 phút xông hơi là phải chạy nhảy xuống hồ bơi liền 10 phút nữa. Rồi xong lại lên, lại vô cái phòng xông hơi, nóng là nóng luôn, và lạnh là lạnh luôn. Thì ảnh có nói là ở bên Nga là người ta, khi mà người ta hoạt động như vậy á, người ta rất là sợ vì mình sợ mình không có vượt qua được á. Người ta hay lo lắng, nhưng mà khi mà người ta vượt qua được rồi thì mình lại cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn. German, you say when you live in Russia, someone really like hot and then change cold, right? You like sauna 10 minutes and then you change one swimming pool 10 minutes, right? Yeah, yes. It's so popular activity in winter. First need sauna, maybe 20 minutes. And after you go swimming winter, but so cold, ice. Yeah. For healthy. Yeah. And after you so happy, so comfortable, because first hot, after so cold, and your body comfortable. Look, you live here for 4 years. Yes, around 4 years. 4 years. Yeah. You miss your parents. Sorry. You miss your parents. Parents. Mm-hmm. Yes, of course. But my mother 2 years ago come to Vietnam, and she lived it in Nha Trang. Nha Trang. Yeah, and we met so many times when I worked in tourism. Yeah, but now, I wanna meet with my parents. Maybe soon we go with my girlfriend in Bui to the Russia. Yeah, and I am introduced to my parents. Tụi con có định là về Nga ở không hay là ở đây? Bạn này là bạn ở thành phố nào? Dạ, chắc là phải hỏi ảnh thôi, không nhớ rõ là where you live in Russia, what's the name city? Siberia. 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 Do you know Moscow? Around 5 hours by plane. 5 hours. Năm tiếng đồng hồ. From Moscow to my home, 5 hours. Ủa, như vậy là tụi em là đã đăng ký kết hôn rồi. Dạ, đúng rồi. Đang trong quá trình làm giấy kết hôn, tại vì ảnh là người nước ngoài á, nên là có nhiều trục trặc mình cũng phải đợi nữa. Nhưng mà em ảnh đã ra mắt bên gia đình em chưa? Dạ rồi. Xong hết dạ, em cũng là... vậy luôn. Dạ, nói chung bây là bây giờ là chỉ kẹt cái đám cưới thôi. Đúng dạ không? Đúng rồi. Là chỉ tại vì dịch. Dạ đúng rồi. Là hai đứa là định ở đây có định là qua Nga sống không?
tụi con cũng không biết tương lai như thế nào nữa. Nói chung là thuận theo tự nhiên thôi. Nếu mà sống ở đây được á thì tụi con tiếp tục, còn không thì tụi con có thể di chuyển qua. Nhưng mà bố mẹ có đồng ý, bố mẹ của Đức á có đồng ý cho Đức gọi là phát triển ở đây không? Dạ có, tại vì người nước ngoài họ thoải mái lắm. Cái đó là dấu quyết định ở bản thân thôi, chứ không có khó khăn gì hết. Dạ. Rồi thôi bây giờ tới cái phần kia đi. Sao chị ơi, em thấy nó bất ổn quá chị. Bất ổn tại nãy giờ thấy Thịnh á, thấy Thiền á, toàn là khen Đức không. Thì đó, bởi vậy bây giờ mới hỏi nè. Càng ngày lúc ở với anh nó càng thấy rất là thích. Cái gì cũng tốt hết trơn hết trọi. Rồi vậy là anh này có tật xấu gì không? Dạ cũng có, nhưng mà nếu mà nói về tật xấu thì cũng không hoàn toàn nữa. Mà bây giờ con muốn chuyển qua là cái tật nó lạ lùng. Lạ lùng đi. Là anh này á, nhìn thì 26 tuổi nhìn chững chạc lắm nha, nhưng mà khi mà về nhà rồi thì như một em bé vậy đó, như con nít vậy đó. Không, cái mặt cũng như nít vậy đó. Dạ đúng rồi, thì ở ngoài thì cũng tỏ vẻ là lãm, nhưng mà khi mà về nhà cái là giống như là con là chị để chăm em vậy đó. Thí dụ đi em, thí dụ điển hình đi. Điển hình chắc là con sẽ hỏi ảnh để cho ảnh diễn tả luôn. Nếu mà ảnh không ngại, giống như là bây giờ mỗi lần mà con hung ảnh vậy đó, thì how did you react when I kissed you? Sometimes I'm cry. Can you react? But it's cry because I'm happy. Tự nhiên cái hung ảnh, cái ảnh miếu máu xong ảnh tự nhiên like cái kids, con like kids, yes, yes. Dạ xong mà lúc mà đòi ăn á thì chỉ vô bụng, hey, when I eat, I when I eat. Cái giọng á không còn như vậy nữa, mà tự nhiên chuyển thành một con nít luôn. Sao sao reaction? Example. Actually yes. But when we go to market and in Bui, so many times, can you buy for me? I want to eat like this. Can you buy for me coconut, chocolate? And empty, you? Empty. And you? Yes, but I'm at home, at home. And when you react, can you react when you hungry? Oh, I want to eat. Yeah. Xong rồi yeah, it's so funny. So funny. Dạ, đúng rồi, tại like vì it. Khi mà nói chuyện với nhau á là không có nói chuyện bình thường nữa, mà tất cả mọi thứ luôn lúc nào cũng vậy hết, là bắt đầu chuyển thành giọng con nít luôn. Nhưng mà con lại thích, bởi vì chỉ có khi yêu thôi là người ta sẽ bộc lộ hết cái cảm xúc của người ta, có thể là người ta muốn mình trẻ hoài. Dạ thì lúc nào cũng nói cái giọng đó hết, nhưng mà con thấy dễ thương. Dạ với lại mình được làm chị. Dạ, còn gì lạ lùng nữa không? Dạ có. Chồng là... có ghen không? Có. Trời, ghen lắm một hả? Lần ghen mà em cảm thấy như là ơi tại sao anh lại suy nghĩ nhiều quá, tại vì lúc đó là bạn của em có rep story em là nhìn sexy quá, thì ảnh em để điện thoại ở đó thôi, thì bạn em rep thì ảnh nhìn thấy ảnh mới ảnh mới im lặng, thì em cũng nghĩ là bạn em trả lời thì thôi, tối hôm đó cũng đi ngủ, xong tự nhiên cái ảnh lén lấy điện thoại em, bởi vì điện thoại của cả hai là đều biết password hết, không có che giấu gì hết. Thì anh mới lấy, thì thà như người ta thì mình đi ra chỗ khác mình ngồi, thì mình muốn kiểm tra thì kiểm tra, không em đang ngủ cái màn hình sáng trưng để trước mặt em luôn, cái xong em bị nhói mắt quá em mới mở mắt dậy, thì mới thấy ủa tại sao anh cầm điện thoại của em, xong mày em mới thấy ảnh dịch, xài Google dịch. Thì anh mới dịch cái câu đó ra, thì mới nói là tại sao em lại lén lút anh nói chuyện với một người như vậy, em muốn cái gì. Thì em mới nói là tại sao cái lúc mà anh thấy cái tin nhắn đó anh không nói chuyện với em luôn đi. Anh mới nói là thì tại vì anh không có biết chuyện gì xảy ra, nên là thôi anh không muốn gây nhau. Nhưng mà ảnh vẫn hiểu lầm em, bởi vì cái đó cũng như là một cái lời khen, nhưng mà tại vì nhìn hơi chào mời xíu đó, hơi có tế nhị riêng tư xíu đó. Thì em mới nói là anh không tin em á thì em sẽ nhắn tin ảnh hỏi bây giờ liền, ảnh còn online kìa. Là em nói là anh ơi, anh bạn trai em đang ghen nè. Xong mà ảnh mới nói là trời ơi, em phải nói lại á với lại chồng của em á là không phải đâu, anh thích chồng của em hơn em đó. When you jealous or when you saw someone read my story, you look so sexy, you remember? Oh yeah. But he like you, not
like me, okay? Okay, okay. I got it. You chose. Like you, not like her. Beautiful. Chỉ là cái chuyện đó thôi đúng không? Thôi coi như là chỉ có một cái tật là ghen thôi. Còn cái gì cũng dễ thương, cũng đáng yêu hết. Em trời ơi, vợ xinh như thế nào không ghen sao được. Vợ xinh mà đẹp mà giỏi như vậy là phải ghen thôi. Bây giờ cưng hỏi đi, cưng hỏi Đức đi. Nói bây giờ em có cái tật xấu gì? Kể đi. Okay, what do you dislike me when we live together? Or maybe I'm jealous. Or maybe something. Okay. Usually it relate with food. Yeah, because sometimes she eat Vietnamese food with strong smell. Strong smell là bánh cha, bánh tráng trộn, bánh tráng trộn. Món đó là món khoái khẩu của các chị. Oh my god. Yeah. You don't, it's you so don't hard like for it. Me. I don't understand. And she likes to add so many sugar everywhere. Every time I say chup chup sugar, chup chup, but so many every time. Coffee, tea, food. You don't like sugar? Little bit. Mm. Sometimes. Mm. Not every day. Mm-hmm. When you remember, I'm jealous. When maybe you talk to another girl or you look picture another girl, and how I feel, you remember? Yes. sometimes I scroll Facebook or and some girl, and I just text with my friend, and she pay attention. And who is it? Why you text with her? But I say is just my friend. We worked before together. Em ghen luôn. Vậy là con cũng ghen hả? Đúng không? Dạ. Con cũng ghen. Đâu cái đó là sao đâu. Trời thần đất lỡ chứ đâu có thua gì ai. And when we dispute misunderstanding. She gets angry. She starts speak Vietnamese a lot. But I don't understand. But blah 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 blah. Actually, I'm really like because it's so cute. And after she gets angry more. Điên hơn. Dạ dạ dạ. Tại con nói tiếng Việt nhiều quá. Là gây lộn mà nghe tiếng Việt không? Dạ đúng rồi. Cái bất đồng ngôn ngữ là cũng từ đó luôn. Là khi mà mình giận dữ á, mình không có bộc lộ hết được tiếng Anh. Tiếng Việt nó làm cho mình giải tỏa được cơn giận á. Thì con hay nói tiếng Việt lắm. Xong rồi con nói hồi cái ảnh nhái lại. Ảnh nhái, how did you react when I speak too much Vietnamese? You remember when I talking? Yes, I say, oh my donut. Some words. I remember around 5 words. Ki yay, tai oi, sao, sao. And Homa. Dễ thương ha. Rồi giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì không? Dạ. Thì nếu mà nói về thay đổi thì tại vì ảnh có nhiều nguyên tắc mà tụi con có nói chuyện với nhau ngay từ đầu khi mà ở chung với nhau rồi á, nên là tụi con thay đổi luôn qua ngày hôm sau. Ảnh là cung Bạch Dương, là thích tạo bất ngờ, còn con là xử nữ, là linh hoạt thay đổi được. Nên là con cũng thấy đúng. Tại vì ảnh nói ra ảnh không thích thì con sẽ thay đổi, giống như con ngược lại luôn. Thì thay đổi nhanh lắm. Tụi con không có muốn bị bất đồng về văn hóa nữa đâu. Tại vì hai người đã biết là hai văn hóa khác nhau thì rất là khó trong cái việc mà sống chung. Nên là nếu mà nói thì con thích ảnh hiện tại và con không cần thay đổi gì hết. Thì đó, ảnh perfect quá rồi, thay đổi gì nữa đúng không? Dạ, có những cái tật xấu hoặc là tật lạ lùng nhưng mà con yêu rồi. Đáng yêu. Dạ, con cảm thấy nó trở thành cái điều đáng yêu luôn. Gia vị cuộc sống đáng yêu á. Gia vị cuộc sống luôn đó em. Dạ. Rồi vậy giờ con hỏi đi, con nói Đức là muốn con thay đổi điều gì không? Actually no, I like your personality. Okay. Yeah. She changed I think enough for me
so comfortable and I love her who is she. I love her. Yeah. Ok. Vậy thôi, giờ chương trình chỉ biết chúc tụi con là sẽ hạnh phúc hơn như vậy nữa. Tụi con muốn có em bé chưa? Dạ, con cũng chưa có nghĩ tới từ đó. Tại vì hai tụi con đang muốn phát triển sự nghiệp cùng nhau á, nên là cũng muốn tập trung công việc trước. Đúng rồi, biết còn nhỏ mà, con còn nhỏ lắm, chưa cần thiết. Đúng không nè, thôi tụi con cứ enjoy cái cuộc sống này đi. Enjoy cái hạnh phúc này đi nha. Chúc tụi con lúc nào cũng hạnh phúc, cũng may mắn. Good luck for you. Kết hợp với nhau thực hiện một cái dự án gì đó chung, chẳng hạn như là thực hiện một cái trường đào tạo người mẫu chẳng hạn. Anh sẽ gửi con anh đi học. Rồi, xin cảm ơn các em. Thank you very much. Xin cảm ơn. Bye. Okay, goodbye.